Dạ vâng, lần đầu tiên cho shop em được gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé. Chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ, đầy sức khỏe để theo đuổi niềm đam mê PCP của mình. Thì hôm nay em lại tiếp tục cái chương trình quay video clip để giới thiệu các sản phẩm bên em cho anh em đam mê có điều kiện mua anh em nhé. Thì trước khi đi sâu vào sản phẩm, cho shop em lại được nói qua về cách thức giao dịch. Thì shop em vẫn là luôn luôn ship COD toàn quốc, ship đồng kiểm anh em nhé. Anh em chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi cho số này là có thể đặt hàng ok anh em nhé. Thì không nói nhiều nữa, bây giờ em sẽ đi sâu luôn vào sản phẩm và đi sâu vào video luôn. Thì hôm nay em muốn giới thiệu cho anh em về ba cái mẫu cảnh. Thì ba mẫu cảnh thì có cả cảnh truyền thống và có cả cảnh cảnh của condo, từng có từng loại giá anh em nhé. Giá rẻ, giá bình thường, giá đắt cũng có, loại giá trung bình cũng có anh em nhé. Thì đầu tiên thì em muốn giới thiệu cho anh em về một cái mẫu cảnh truyền thống anh em nhé. Về mẫu truyền cảnh truyền thống, ví dụ chẳng hạn đây, đây là mẫu cảnh truyền thống đây, cho anh em nào muốn chơi truyền thống chế cháo, hàng chế cháo anh em nhé. Cái cảnh này thì là cảnh hít bi anh em nhé. Đấy, cảnh hít bi nó dài thì cũng khá dài anh em nhé. Cái dài độ dài của nó thì tầm khoảng 6-70 phân anh em ạ. Bởi vì là truyền thống thì chơi phải chơi dài thì mới chơi được, chứ chơi mà ngắn thì không chơi được. Cảnh này là cảnh hít bi đấy, em đang bán với giá là 250 anh em nhé, bao ship hết rồi. Đấy, cái hàng này thì là cảnh 6.35 anh em ạ, chơi bi 6.35 anh em nhé. Thì cái cảnh này thì là bằng inox, bên em đã sơn phủ màu đen đây rồi cho nó nhìn nó cho đẹp đấy, chứ không để trắng bệch nhìn nó, nhìn đến lúc nó bị làm sao nhìn nó bẩn. Đấy, em đã sơn màu đen này rồi. Thì đây em sẽ cho anh em xem cái lỗ của nó. Cái cảnh này là em nói trước là cảnh này không có khương đâu anh em nhé. Cảnh này là cảnh không có khương, cảnh này là chơi bi, chơi đạn bi. Đấy, 250 thôi, giá rất là rẻ anh em nhé. Và tiếp theo là em muốn giới thiệu cho anh em về cái mẫu cảnh, cảnh lô tha. Cảnh lô tha nhưng mà loại này là loại rẻ anh em nhé. Loại này là loại tem trắng. Đấy, loại này là loại tem trắng. Thì đây, anh em nhìn đi, đây là loại tem trắng nhé. Đây, em cũng để ba mẫu sẵn ra đây rồi, có nghĩa là phân lô hết rồi. Chỗ này là lòng lô tha rẻ này, đây là lòng truyền thống này, đây là lòng cũng là lô tha nhưng mà lô tha tem vàng em nhé. Anh em nhìn số lượng như này thì anh em biết là shop uy tín và không lừa đảo như nào thì mới nhập được cái số lượng lớn như này nhá anh em nhé. Đây thì em giới thiệu qua cái lòng lô tha tem trắng anh em nhé. Thì cái lòng lô tha tem trắng này em cũng đã làm một cái video phân biệt ở bên trong kênh của em rồi. Anh em nào có thể vào kênh xem lô tha tem trắng và lô tha tem vàng thì nó như thế nào, và lô tha loại đắt và loại rẻ thì nó như thế nào anh em nhé. Thì cái cảnh lô tha này em đang bán với giá là 1.200.000. Ở trong kênh em cũng rất là giới thiệu nhiều rồi. Cảnh này thì là bản 14 in nha anh em nhé. Bản 14 in, có cho ke, có mít cho ke anh em nhé. Thì cái lòng này em đang bán là 1.200.000. Lòng là lòng 5.5 anh em nhé, bao test cho anh em từ 6 đến 70 mét. Đấy, bao test cho anh em 6 70 mét ăn lắp C2 nhá. Thì bây giờ em sẽ cho anh em xem khương của nó. Thì đây, em nhờ anh quay phim mà dí gần gần lên cho em đấy. Dạ vâng. Đây nhá, ở bên trong thì em chưa vệ sinh đâu. Anh em nhìn kỹ giúp em nhá, bên trong thì em chưa vệ sinh bởi vì là cái bên trong nó còn lin, còn dầu, đâm ra nó bám những cái bụi này. Anh em thấy không? Còn anh em lấy khi mà mua về thì anh em vệ sinh qua qua vài viên kẹo, thông vài viên kẹo là ok anh em nhé. Đấy, đây là mẫu cảnh 14 in, bán 1.200.000 anh em nhé. Và tiếp theo nữa, em lại muốn giới thiệu cho anh em về một cái mẫu cảnh lô tha tem vàng. Mẫu cái cảnh lô tha tem vàng thì anh em biết rồi, trên thị trường hiện nay đang rất là hot. Đấy, nó gọi là siêu kinh điển của cái dòng lô tha anh em nhé. Đấy, đây anh em nhìn cái lô tha tem vàng và lô tha tem trắng nó khác biệt nhau anh em nhé. Bởi vì sao gọi tem vàng? Bởi vì đây, ở đây này, cái chữ cái nền bắn nô, chữ lô tha ấy, nó màu nó ngả ngả sang màu vàng vàng kiểu như bìa cắt tông anh em nhé. Đấy, và chữ được khắc rất là rõ nét. Đấy, bản này cũng là bản 14 in, bên em đang bán với giá là 1.800.000 anh em nhé, 1.800.000 bao ship. Đấy, bên em thì là toàn là bao ship hết rồi. Và bây giờ em sẽ nhờ anh em anh quay phim anh dí gần đây em xoay gương nha anh em. Đấy, anh em nhìn thấy không? Anh em nhìn so với cái cảnh 1.200.000 nó khác biệt không? Rất là khác biệt nhá. Khương rất là bóng sáng. Đấy, soi phát thấy luôn. Tiền nào của đấy anh em ạ. Đáng đồng tiền bát gạo anh em bỏ ra nha anh em nhá. Đấy, anh em khi mua hàng bên em thì cứ yên tâm về chất lượng.
và yên tâm là không bao giờ bị phí một cái đồng tiền nào bỏ ra của anh em cả. Đấy. Thì cái dòng 14 in này bên em đã bán với giá 1.800.000 và kể cả 20 in cũng là 1.800.000 anh em nhé. Đấy, bản 14 in đây. Đều là 5.5 hết. Thì cái bản 14 in này em bao test cho anh em từ 70 75 mét anh em nhé. Đấy, anh em nào căn chỉnh thì có thể hơn. Có thể hơn nhé. Và tiếp theo em lại muốn giới thiệu cho anh em về cái mẫu cành 20 in. Cành 20 in. Đây. 20 in thì nó được dài 50 phân anh em nhé. Còn 14 in chỉ 35 phân thôi. Đây. Luyên dầu cái bóng tấn anh em nhé. Đấy. Thì anh em nào mà chưa biết phân biệt thì anh em có thể vào kênh của em để phân biệt cái tem vàng và cái tem trắng. Em làm rất là nhiều video cảnh. Đấy. Đây khương nó đây nhá. Anh em nhìn thấy không? Rất là đẹp nhá. Xoắn đều. Khương là khương vuông 12 khương em nhá. Đấy. Em giới thiệu rất là nhiều cảnh. Bên trong rất là nhiều video cảnh. Đấy, nhưng mà mỗi hôm một video, mỗi hôm một sản phẩm. Đấy. Cảnh này cũng là 1.800.000. Đấy là ba loại cành em muốn giới thiệu với anh em. Thì vừa rồi em đã nói hết rồi. Thì bây giờ em cũng xin phép được kết thúc video ở đây. Mong anh em xem video và ủng hộ shop một like và đăng ký kênh nhé. Chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Chào anh em.